Đang xuống vịnh Cát Bà. Ngày hôm nay là ngày thứ hai ở Cát Bà. Chợ nổi buổi sáng đúng không? Nuôi cá lồng. Nuôi cá. Cá lồng. Cá lồng. Chợ nổi chỗ nào? Đi từ từ ở chỗ tìm được đến một. Mình biết là đây là bên này chỗ nuôi cá rồi. Trên đường có một giường. Giường. Ý là biển em không có sóng. Đục vịnh như có ngoài. Không ao đây là ao. Thế mà bảo là say sóng.